ngày 2 tháng 3, 8.413 cử tri của thị trấn Chợ Chu và xã Bảo Cường đã thực hiện bỏ phiếu lấy ý kiến về đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2023-2025 với tỷ lệ phiếu nhất trí đạt cao. Từ sáng sớm, cử tri của hai đơn vị đều có mặt đông đủ tại các khu vực lấy ý kiến cử tri. Đúng 7 giờ 30 phút, đồng loạt 12 tổ dân phố của thị trấn Chợ Chu và 8 xóm của xã Bảo Cường đã tiến hành khai mạc và thực hiện các quy trình lấy ý kiến cử tri về thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính. Cầm phiếu trên tay, mỗi cử tri đều nhận thức được đây là dấu mốc quan trọng đối với sự phát triển chung của địa phương. Đó không chỉ đơn thuần là mở rộng thị trấn, mà còn là xây dựng đô thị của mảnh đất ATK Định Hóa, xứng tầm với tên gọi. Tôi thấy rằng là cái việc triển khai mà sáp nhập giữa xã Bảo Cường và thị trấn Chợ Chu và một xã thì đúng theo cái đường lối chỉ đạo của Đảng, mà sáp nhập hai cái xã vào một để nâng cao cái cơ sở hạ tầng cũng như phát triển kinh tế cho người dân thuận lợi hơn. Bà con dân chúng tôi nhất trí sáp nhập Bảo Cường thị trấn. Không sao là bây giờ thì cấp trên để quan tâm đến là sắp xếp đô thị để làm sao cho nó hợp lý và đẹp. Đây là gọi là lên đô thị rồi thì mình phải làm sao có đến chỗ nào cũng là phố là phường. Để chuẩn bị tốt cho công tác bỏ phiếu lấy ý kiến của cử tri, các xóm tổ dân phố đã thông tin tuyên truyền và triển khai tốt các văn bản hướng dẫn của huyện về đề án sáp nhập đến với cử tri. Tại các khu vực lấy ý kiến của cử tri đều được trang trí khánh tiết đảm bảo trang trọng. Các văn bản về chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính được niêm yết công khai đúng quy định. Các tổ viên khu vực bỏ phiếu đều được tập huấn công tác lấy ý kiến của cử tri về thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính. Do vậy, công tác lấy ý kiến cử tri được diễn ra thuận lợi. Và tất cả mọi công tác chuẩn bị sau khi nhận được cái kế hoạch của cấp trên là chúng tôi đã chuẩn bị rất đầy đủ, từ niêm yết danh sách cử tri rồi là các cái thông báo kế hoạch của cấp trên là chúng tôi đã làm đầy đủ và nhân dân đã nắm rất chắc về các cái nguyên tắc của buổi bỏ phiếu hôm nay và công tác khai mạc cũng như là bỏ những lá phiếu đầu tiên thì đã được thực hiện rất là tốt, không có vấn đề gì xảy ra. Ngày 2 tháng 3 thì tất cả 8 tổ đồng loạt khai mạc vào lúc 7 giờ 30 và 8 giờ thì cử tri bắt đầu là bỏ lá phiếu đầu tiên vào hòm lấy ý kiến. Về tâm tư nguyện vọng của chi thì rất là phấn khởi. Nhân dân đồng thuận cao về cái chủ trương là sắp xếp đơn vị hành chính và cụ thể đây là sắp xếp dồn xã Bảo Cường về với thị trấn Chợ Chu để xây dựng thị trấn Chợ Chu đạt đô thị loại 4 thì nhân dân rất là phấn khởi, đồng thuận cao. Và trong cái đồng thuận đó thì nhân dân cũng rất là mong muốn cấp ủy chính quyền từ tỉnh đến huyện tiếp tục quan tâm đầu tư để đơn vị xã Bảo Cường khi sắp nhập vào ấy, thì các xóm cũ của Bảo Cường ấy, làm sao nó xứng tầm với là các tổ dân phố cũng như là cái xứng tầm với cái đô thị, thì cũng mong muốn là cử tri nguyện vọng như vậy. Còn những cái thắc mắc, những cái vấn đề mà nhân dân băn khoăn thì cũng đã được cấp ủy chính quyền tuyên truyền và giải thích rất rõ. Và qua cái việc giải thích đó thì nhân dân đồng thuận rất cao. Thực hiện đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2023-2025, huyện Định Hóa đã xây dựng đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Định Hóa giai đoạn 2023-2025 để thực hiện sáp nhập toàn bộ xã Bảo Cường vào thị trấn Chợ Chu. Ủy ban nhân dân huyện đã thành lập ban chỉ đạo và tổ giúp việc ban chỉ đạo cấp huyện. Thị trấn Chợ Chu và xã Bảo Cường cũng đã thành lập ban chỉ đạo và tổ giúp việc để thực hiện đề án. Trong sáng ngày 2 tháng 3, ngày diễn ra bỏ phiếu, Ủy ban nhân dân huyện đã thành lập hai đoàn công tác đi kiểm tra công tác thực hiện bỏ phiếu và động viên cử tri nhân dân. Đoàn công tác số 1 do đồng chí Nguyễn Minh Tú, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra 12 điểm bỏ phiếu lấy ý kiến cử tri tại thị trấn Chợ Chu. Qua kiểm tra, đoàn đã kịp thời đôn đốc các tổ dân phố thực hiện lấy ý kiến cử tri đảm bảo thời gian theo quy định. Đoàn công tác số 2 do đồng chí Lý Văn Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện làm trưởng đoàn đã kiểm tra các điểm bỏ phiếu lấy ý kiến cử tri tại xã Bảo Cường. Xã Bảo Cường có 8 địa điểm tổ chức lấy ý kiến với 3.340 cử tri cho ý kiến về đề án sáp nhập đơn vị hành chính.
Qua kiểm tra cho thấy, tất cả các điểm bỏ phiếu được tổ chức trang trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri đến bỏ phiếu. Tất cả cử tri trên địa bàn xã phấn khởi và đồng thuận về chủ trương sát nhập. Tại các địa điểm bỏ phiếu, đoàn công tác của huyện đã gặp gỡ cử tri, động viên nhân dân tiếp tục đoàn kết và đồng thuận về chủ trương sát nhập đơn vị hành chính. Từ đó, huyện sẽ có những hoạch định về cơ cấu tổ chức bộ máy, định hướng phát triển kinh tế xã hội để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, xây dựng thị trấn Chợ Chu trong tương lai ngày càng phát triển. Với sự chỉ đạo quyết liệt và sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân, thị trấn Chợ Chu và xã Bảo Cường đã hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023-2025 theo đúng tiến độ đề ra, với tỷ lệ cử tri nhất trí cao. 8.413 cử tri của hai đơn vị đã đi bỏ phiếu đạt 100%, tỷ lệ đồng ý với đề án sắp xếp đơn vị hành chính đạt trên 99%, trong đó xã Bảo Cường đạt 99,5%, thị trấn Chợ Chu đạt 99,8%. Kết quả đạt được từ việc lấy ý kiến cử tri về đề án sắp xếp đơn vị hành chính của huyện giai đoạn 2023-2025 là cơ sở để tổ chức kỳ họp Hội đồng Nhân dân huyện thông qua chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025, tạo hành lang pháp lý để thực hiện thành công đề án này, đồng thời khẳng định tinh thần đoàn kết, đồng thuận của nhân dân đối với chủ trương của Đảng, Nhà nước.